Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài cũng như là kênh của chị Nắng Xuân ha. Cả nhà ơi, thì em tiếp tục cập nhật tại mộ của Bắc Năm sáng hôm nay cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão, thì bữa nay là thứ sáu, nhưng mà sáng giờ em thấy khán giả tới mộ của Bắc Năm có vẻ hơi vắng ha, thưa thớt hơn. Chắc lẽ là ngày mai thứ bảy chủ nhật á, thì sẽ đông hơn quý cô chú anh chị. Cả nhà thấy cái hướng đây có một cái thang nè, có một cái thang này cả nhà, để em zoom bự bự lên cho cả nhà. Hồi sáng á, thì cái camera này á, nó bị có lẽ bị nó bị hư con chuột khi nó kêu, nó nói tiếng Anh không à, nó kêu cái gì đó mà theo như em học tiếng Anh nhiều năm rồi á thì em biết là nó nói ừ tôi hư rồi thay tôi đi. Thì vô tình thì lại thấy chú Tiểu Hồ Viên hai cô chú anh chị, để vào thăm hỏi chú Tiểu Hồ Viên xíu coi. Hôm qua thì chú Tiểu Hồ Viên nghe nói là có một cái sự việc gì đó, để cái sự việc là có một cái gì đó, hỏi thăm chú Tiểu Hồ Viên xíu. Đây đi cùng với chú Tiểu Hồ Viên là đồng nghiệp chú Tiểu Hồ Viên, anh này tên là anh Bình. Ồ, anh nói chào anh. Ồ, anh đang leo lên trên cái cột rồi cả nhà. Đây đây chú Tiểu Hồ Viên à. Ở phía kia thì phía kia thì có anh đó là anh Được cả nhà. Mình quay từ trên đây là mình có thể thấy được hết anh Bình. Sáng đi mặc quần có coi bị sao không anh? Quần có bị gì không? Quần quá. Đó. Không đâu, không thấy đâu. Em zoom xa lắm không thấy gì đâu. Lúc nào em cần gom lại thì em zoom lại. Đó cô chú anh chị. Cái đó là cái modem hả? Cái wifi hả? Đây với cô chú anh chị, phía dưới đây là chú Tiểu Thiêm nè. Đó thì một chút xíu nữa mình hỏi thăm tâm sự xíu ha cả nhà. Trên đó là anh Bình, cái thang anh cũng khá là cao ha. Cũng nhờ cái cây này mà hôm bữa thì cũng gắn cây đèn của Bắc Năm lên để được chiếu sáng vào ban đêm đó quý cô chú anh chị. Camera sáng nó nói cái tiếng gì vậy? Xí xô xí xào xí xô xí xào cái này. Không biết nước nào. Không biết nước nào nữa. Đi hả anh? Bữa nay anh đi làm hả? Anh đi chật vậy? Đây là chạy xe mà không bao giờ đổ nóng bỏ kiểm chứ nha. Ủa cái gì hả? Cái gì hả? Kiểm chứ gì hả? Ủa ít bẻ đâu hả gì ta? Nãy giờ không để ý luôn. Nói cho anh Bình đứng lên trên đó cũng mỏi lắm đó nha. Tay giơ thẳng lên mà dưới giò thì anh thấy anh cũng rung rung cẩn thận nha anh. Rồi em thấy rồi nha, hở rúng rồi nha. Hở rúng rồi. Phải là tháo luôn nha. À, để bảo trì lại. Tháo để bảo trì ha anh. Dạ. Để lại là trong ngày. À cái camera hả? À, có nghĩa là anh tháo cái camera ra để anh đi bảo trì, tại vì cái camera sáng là nó bị hư, nó nói tiếng Anh gì đó. Bị nước hả? À, anh dịch ra là tôi bị mưa ướt hả? Vậy mà hồi sáng là em cứ dịch, nó nói cái gì em cứ dịch ra tiếng Việt là tôi bị hư rồi mấy anh ơi. Cẩn thận nha anh ơi, cẩn thận nha. Kẹt kẹt. Vợ con gì chưa? Chưa vợ con hả? Ảnh cũng chưa vợ con luôn chứ. Ngày 6 đi con chuyện. Chú Tiểu là chú Tiểu thôi. Dạ không. Thầy của chú Tiểu. Thầy 8.
anh tháo cái camera để đi bảo trì với cô chú anh chị. Camera này là gắn từ khi mà cái rạp á, được tháo ra để quan sát mộ của bác Năm vào trước khi gặp. Cái rạp đây à, cái rạp mà gắn ở rạp lớn gắn ở góc phải không, từ cái góc bắt đầu chuyển qua đây à. Nhớ rồi, nhớ rồi. Vậy là camera này em nhớ nhầm rồi chú anh chị, là lúc mà có cái rạp lớn là đã gắn cái camera ở một cái góc phía sau rồi. Và sau khi cái rạp tháo ra thì camera được gắn lên cái trụ này. Cái trụ này thì được trồng xuống và đi dây ha. Cái dây dây điện là đi âm dưới đất đó quý cô chú anh chị. Đi âm dưới đất. Đây. Đây là anh Bình và chú Tiểu. Chú Tiểu Hồ Viên đó cả nhà. Chú Tiểu mà ban đêm hay like đó và đi tuần tra mỗi đêm để chia sẻ like cho bà con cô bác mình niệm Phật mỗi đêm đó, hàng đêm đó. Chú Tiểu đang đội một cái nón tai bèo. Còn bên kia là anh Bình, là đồng nghiệp với lại chú Tiểu Hồ Viên. Đó, thì để một chút xíu nữa thì để Tài hỏi chú Tiểu coi vì sao mà nguyên nhân vì chú Tiểu lại xuống tóc. Mà cũng nghe lóng thoáng là cũng có một vài vấn đề đó cả nhà, là có lẽ là do bị về biến cố hay là do buồn gì đó. Nhưng để lát mình hỏi kỹ coi có gì không, và để thông báo đến bà con cô bác coi chú Tiểu có ngưng làm kênh hay là như thế nào, hay là tạm ngưng, để thông báo cho bà con cô bác biết luôn. Đó, camera nè, nó bị vô nước anh, vô nước rồi, do nắng mưa của chú anh chị, để nắng ngoài nắng ngoài mưa camera nó bị vô nước. Mà cái camera này đàm thoại được ha anh, em thấy nó nói tiếng gì đó, đàm thoại cái tiếng này á. Ừ. Phải có thêm một người dịch nữa. Có một người dịch nữa hả? Đó. Một người dịch nữa mà hiểu tiếng nói giờ chứ nó nói gì có nghe đâu. Nó nói gì cả. Nó nói gì cả nó hả? Đúng rồi. À, cô chú anh chị bây giờ chú Tiểu tháo xuống rồi, bây giờ sẵn thì vừa làm vừa hỏi thăm chú Tiểu một xíu coi. Hôm qua thì chú Tiểu Hồ Viên có đăng một cái clip là chú Tiểu xuống tóc. Xuống tóc. Chú Tiểu cho bà con cô biết, cô bác biết có chuyện gì không chú Tiểu, mà sao nghe nói là tâm trạng rất là buồn hả? Đó là chỉ cá nhân thôi. Cá nhân ha. Cá nhân. Thường ta nói xuống tóc là để cầu nguyện này nọ đó. À. Cá nhân thôi. Dạ. Là chứ không có gì hết ha. Vậy mà bà con cô bác đồn nữa là anh có một cái áp lực gì đó, hoặc là khi mà anh quay ban đêm á thì có một cái hội viên không cho mình quay hay là như thế nào? Có không? Có thông tin đó không? Là vẫn hội viên vẫn cho mình quay bình thường đúng không? Dạ, là không có chuyện bình thường. Rồi anh có nghe nói là có thông báo là cái kênh tạm ngưng hay là ngưng luôn anh? Tạm ngưng hả? Tạm ngưng ha. Tạm ngưng vì do anh có một cái việc gia đình hơi buồn với cô chú anh chị, nên anh chỉ là tạm ngưng thôi. Cũng không có vấn đề gì hết. Thì mong rằng thì cô bác, bà con cô bác mình cũng ủng hộ anh ha. Nhiều khi anh nói như vậy nhưng mà tại vì anh buồn á, nên tâm trạng không có làm video, nhiều khi nói chuyện cũng buồn. Ờ. Có chuyện buồn buồn nên làm video nó khó. Cái đèn nó nói gì ta coi, gắn đâu gắn gì nào. Còn chứ biết đâu lại lúc mà ảnh lại vui lại thì ảnh làm lại cái video bất chợt bà con cô bác. Cô chú anh chị, trên Tài 66 nha. Trên Nắng Sưng. Nắng Sưng luôn nha. Dạ. Biết đâu lại có những cái bất chợt ảnh lại làm video thì bà con cô bác mình nhớ ủng hộ anh nha. Đây là chú Tiểu Hồ Viên cả nha. Anh có thể nào tháo nón chào bà con cô bác cái không? Nói chung là thì chú Tiểu Hồ Viên hiện tại là không có cập nhật thông tin được, thì cô chú anh chị cứ xem trên kênh của Tài 66 hay là Nóng Sưng đó. Trong những mà bà con đó, hoặc là bà con vẫn thích cái vấn đề live stream á, thì Tài sẽ vậy. Tài sẽ cố gắng, nói chung là sẽ chú Tiểu Hồ Viên sẽ cố gắng sắp xếp để cho Tài 66, không phải là cố gắng tiếp cũng như là xin thôi. À, xin ha. Thì sẽ cho Tài 66 để chim để cho cô chú anh chị được thấy được mẫu ban đêm. Dạ. Thấy được mẫu ban đêm tiếp. Không, nhưng mà nói vậy thôi chứ bữa nào rảnh thì Tài mới ở live stream được. Còn nhiều khi có việc bận thì cũng không ở được, nhưng mà nếu mà thật sự là chú Tiểu xin được cho Tài 66 mà ở đây được live stream cho ở mộ Bắc Năm vào buổi tối thì thực sự rất là quý luôn. Nhưng mà hy vọng là Tài có thời gian rảnh nhiều.
cái vấn đề đó nói vậy thôi, còn nói vậy thôi không là một chuyện nói nhau. Tùy duyên tùy duyên thôi, tùy duyên, thật sự tùy duyên. Từ bây giờ em hai trời rất là đẹp, nóng. Bà con cô bác cũng muốn rất là nhìn mấy mình dung nhan chú Tiểu một lần nữa. Không thường thôi, đâu có gì đâu. Đó. Đó. Nhìn đây coi. Đó, chú Tiểu. Bình thường thôi à. Rồi, đó, cả nhà thấy chú Tiểu xuống tóc rồi cũng đẹp trai rồi chú anh chị. Đúng chắc là chú Tiểu luôn đó, không có tóc. Ở trước có khán giả nó cười lắm, nó vui lắm. Nó nói, ủa chú Tiểu này sao mà còn tóc cái thanh này trời. Ủa, đâu có tu đâu, ngồi trời chú Tiểu trong chùa á thì nó phải được. Chẳng qua là đặt cái kênh này ha. Cái kênh là do khán giả đặt thôi. Hôm qua thì bây giờ cái video này coi như là giải đáp được thắc mắc của cho quý bà con cô bác gần xa. Thì chú Tiểu Hoa Viên á, xuống tóc là do vì có một cái việc buồn ở gia đình nên xuống tóc. Giờ có một cái lời nguyện cầu gì đó, đó là việc cá nhân thôi, cầu nguyện cái việc cá nhân của chú Tiểu chứ không có gì hết cả nhà. Và cái kênh chú Tiểu thì tạm ngừng thôi, tạm ngừng, nhưng mà biết đâu lại ngày mai ngày mốt thì chú Tiểu vui lại làm lại cái video, chứ không phải là nghỉ luôn đâu cô chú anh chị. Mình cứ ủng hộ chú Tiểu, thấy video chú Tiểu lên thì ủng hộ cho chú Tiểu Hoa Viên nha cả nhà, chứ đừng có bỏ chú Tiểu tội nghiệp nha. Rồi bây giờ cảm ơn anh thêm nha, cảm ơn anh, chào anh nha, chào anh Bình. Anh Bình nghe nói anh Bình mới 26 tuổi anh Bình. Dạ. Trời, 26. Anh chưa có gia đình, anh mới 26. Chắc tôi 16 quá. Thôi bây giờ chào quét camera lại. Rồi chào anh nha, chào anh Bình, chào chú Tiểu thêm. Bye bye cả hai, chúc hai anh. Chúc hai anh làm việc vui vẻ nha. Dạ. Rồi thôi thì cũng chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi kênh của Tài 66 cũng như là kênh của chị Nắng Xuân. Thì đó là cái câu giải đáp của quý cô chú anh chị và thắc mắc từ tối hôm qua tới nay. Đó là chú Tiểu Hoa Viên không có sao hết nha cả nhà. Chú Tiểu Hoa Viên vẫn bình thường, do xuống tóc là do vì việc gia đình. Có thể là chú Tiểu muốn nguyện cầu cho ông bà cha mẹ được may mắn, bình an, sức khỏe gì đó. Thì chú Tiểu xuống tóc thôi cả nhà, chứ không có ảnh hưởng gì hết công việc hết ha. Chú Tiểu vẫn làm ở trong Hoa Viên bình thường. Và cái kênh chú Tiểu, hai kênh đó, chú Tiểu Hoa Viên và chú Tiểu Hoa Viên 2 đó thì vẫn ở đó chứ không có mất, và cũng như là chỉ là tạm ngưng thôi vì buồn á nên không có tâm trạng làm video, nên trong hy vọng là trong thời gian ngắn nữa thì chú Tiểu Hoa Viên sẽ quay trở lại với cô chú anh chị và các bạn ha. Thì cũng giống như hồi nãy thì hy vọng là em có đủ duyên để ở đây để xin được ở đây để live stream mỗi buổi tối, nhưng mà nếu không được thì thôi nha cả nhà. Nhiều khi có quy định của Hoa Viên, ở đâu cũng có một cái quy định, thì nếu được đủ duyên thì Tài sẽ cố gắng ở đây thêm một chút thời gian vào buổi tối nữa để like cho bà con cô bác có thể niệm Phật nguyện cầu hồi hướng cho Bắc Nam Vũ Linh ha. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi kênh của Tài 66 Vlog cũng như là kênh của chú Tiểu Hoa Viên và chị Nắng Xuân, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày nhiều sức khỏe, nhiều may mắn cũng như là vạn sự như ý, thuận lợi trong công việc ha. Xin chào tạm biệt ha.